Ai hả? Ôi, 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 bố ơi, ôi, con bố đang nhỏ kìa. Đập ra, bố. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã trở lại channel mình là Upsimax. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau làm tiếp cái thử thách mà từ lâu rồi mình không làm, đó là thử thách đập Lucky Block trên người của một cái gì đó. Thì ngày hôm nay do rất là nhiều bạn yêu cầu là anh Mát ơi, anh hãy đập Lucky Block ở trên người của Pokemon huyền thoại đi. Thì hiện tại tụi mình đang ở trong thế giới của Pokemon. Thì ok, trước khi bắt đầu video mọi người hãy nhớ ấn vào cái nút like và nút share để có thể ủng hộ channel của mình. Và hãy nhớ ấn luôn cái chuông bên cạnh đó subscribe để có thể nhận thêm nhiều video mới từ channel của mình hơn nữa. Ok, mấy bạn sẽ có 5 giây để thực hiện hành động này. 5, 4, 3, 2 và 1. Ok, thì chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Bây giờ hiện tại là... Ủa, thằng Bảo đâu rồi? Bảo, mày làm gì vậy? Tao đang sinh tồn. Mày rảnh quá mày sinh tồn. Bữa nay tụi mình sẽ đi bắt Pokemon không? Nhưng mà mấy con Pokemon này là bình thường rồi. Mấy con Pokemon này nhỏ, không có vấn đề. Bây giờ tao mày phải đi tìm Pokemon huyền thoại. Ôi, ai biết giờ đi tìm. Ê, cái con Pokemon huyền thoại của tao á, là con đó là con Godon và cái con đó là con hệ lửa, cho nên nó chắc chắn là không có ngoài biển rồi. Mày bị ngu hả? Trời ơi, nó tắm biển thiệt kìa trời. Lên đây mày. Lên đây, thì ngày hôm nay mình... Ô, vụ ơi, có con cua bà. Ôi, mày đập nó đập mày á con. Ok, thì bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi tìm cái con Pokemon khổng kiểu huyền thoại đó đấy bạn. Ô, có tiến sĩ mắt trắng bệt nè. Nobita. Hello Nobita. Ok. Ồ, này cấp 4 nhà có vẻ là con nít. Thôi, mình không chấp mấy đứa nít. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm con Pokemon cái nào. Wow. Wow, đẹp quá. Ô. Ô, bà ơi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Mày nhìn thấy cái dằn xa xa kia, cái bóng gì dằn xa xa kia chưa? Thấy cây cột. Mày thấy được cây cột kìa. Ủa, mày nhìn đâu à? Đâu à? Không phải cái đây. Ủa? Thằng ngu. Mày nhìn hướng này nè, mày thấy cái gì? Mày thấy gì chưa? Thấy cái núi. Nó không phải cái núi. Thấy cái núi lắm. Nó là con Pokemon huyền thoại đấy chứ. Wow, to rồi. Wow. Con này là con Godon nè. Ủa, con này hệ lửa, coi chừng á, nó mạnh lắm á. Ôi, qua đây tao mày ngồi ngắm cái nguyên cái cơ thể đó coi. Wow, trời ơi, nó bự ơi là bự luôn kìa. Wow. Qua đây bảo ơi. Ôi, qua đây. Bảo, qua đây coi. Ô, Bảo đang solo Pokemon. Yeah. Đâu. Ok rồi. Bây giờ ok, bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau qua đây chiêm ngưỡng cái con Pokemon khổng lồ này cái nè. Trời ơi, nó bự khủng khiếp luôn Bảo ơi. Trời ơi, to quá. Mà nó đẹp nữa chứ, đổ quét à. Ôi, mấy bạn nào mà cảm thấy nó đẹp thì mấy bạn hãy nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau chơi thử thách đập Lucky Block trên người đó. Bây giờ mày kiếm đi mấy con bự bự này, nó hay có cái Lucky Block ở dưới á, mình sẽ đi theo cái đường đó. Để kiếm, bây giờ mình phải đi kiếm cái cột nó nằm ở đâu cái nè. Ok, giờ ta sẽ ngó ở chỗ nào. Đi coi coi. Ủa, nó đây nè. À, đây, chính là nè, ngay cái cột luôn nè, ngay cái cột Pokemon luôn nè. Tụi mình sẽ bắt đầu ở đây. Ồ. Đây, bắt đầu từ đây. Ok. Ok, sát các cái đạn vừa mới là mới bật trời sáng nha Sang. Ok, thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu từ đây. Ok, tao nhảy qua đây bên này coi nó có cái gì bên này không vậy. Whee. Wow. Ok, giờ tao mày sẽ đứng ở trên này bảo. Mình đi ra đó sẽ đứng trên này và cùng nhau bắt đầu chạy lên trên con Godon này. Thì mình sẽ chạy lên trên này, xong rồi đi lên trên đầu của luôn. Đứa nào đi chạy tới trước, đứa đó sẽ thắng. Ok, đã sẵn sàng chưa? Ôi, mày chạy hoài hả? Lẹ chưa? Quay lại chỗ này. Mày ham chơi. Ok, chuẩn bị chưa? Rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Ôi, Bảo ơi, cho mày luôn rồi Bảo ơi. Bảo ơi, cứu tao rồi. Bảo ơi. Con quái giờ bánh tao rồi nè. Cho mày chơi luôn á. Ôi. Mày vui tính quá Bảo ơi. Ô, kiếm được, kiếm tao Bảo ơi. Kiếm tao. Tao chết. Ô, anh sửa ống nước thôi, anh cứ sửa ống nước tiếp đi.
À, cậu ơi, bà ơi. Con tới ơi. Bảo ơi, đưa cái kiếm bảo. Mày, bỏ ngựa đi xuống đây mày. Giáp ngựa làm gì giờ này trời. Cưỡi ngựa đi ba. Mày bị điên rồi, giáp ngựa, cưỡi được ngựa à. Ô, kiếm. Ôi, con bóp này mạnh lắm ông ơi. Ô, wow, wow, kiếm tao xỉn lắm ba. Kiếm tao xỉn lắm ba, tao chém được cái. Ô, chạy rồi. Ôi, bảo bỏ lại chưa. Rồi cho miếng cà đó, đi. Tôi có phải bò đâu. Ồ cái gì đây, ôi thôi khỏi tao về. Ôi cà rốt gì vậy, tôi làm gì cần cà rốt của ông. Ê, nhìn ra bảo, bà nhìn tao nè. Nhìn ra. Mát nhỏ, ơi mày giết tao luôn quỷ. Ôi, cái gì đó. Một bầy cừu rainbow luôn. Ờ, hình như tao mới giết. Mày chết đúng không? Ơ kệ đi, quá đẹp rồi, sao được. Ô, 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 bỏ cái hầm xu vô bà. Ô, bộ tay tô, tu mết bộ tay tô. Ờ, cái này nữa bà. Ê, bà ơi, bảo mày chơi ngu bà ơi. Đồ đâu rồi, đồ mất rồi. Bây giờ làm sao bắt cua đây? À! Ngựa xương biết bay hả? Ôi! Con ngựa nhỏ kìa! Đập nó! Bà ơi! Tao chết rồi! Ôi con ngựa đi! Bà ơi! Cho tao đường lên bà ơi! Ném! Mày ngu rồi. Ném đồ xuống cho tao lên với mày. Ném đồ cho tao xuống. Mày ném cái gì mà tao xây lên được á? Xây cái đầu mày nữa đây. Quăng cho tao vào lốc ơi. Tao té chết tao mà. Ôi khỏi mày, tao lên được tới nơi rồi. Ê, tụi nó nhiều quá ba. Bảo vệ tao bảo ơi. Nó cắn tao ơi. Cho tao kiếm đi. Quá trời luôn kìa. Ok. Cái gì đó. Ô, chết tao rồi ơi. Bảo ơi cho cây kiếm bảo ơi, bảo anh nhắm cho cây kiếm bảo ơi, cho tao cây kiếm ơi. Chị. Vậy hả? Chết rồi, chết bảo ơi. Để tao giải quyết mấy con này. Ây da, nó quýnh tao liên tục quá. Ok, mày giết nó được rồi. Ô, tao được kiếm kim cương nè bảo ơi. Ờ, tao trả mày cái kiếm này nè. Mày lại giỡn giỏi nha, tao thắng rồi. Mày lại mình giỡn nha. Tao thắng rồi. Mình chém. Ok, mình còn nửa máu à. Giờ ăn táo vàng vô. Không có táo vàng, ăn cái gì vô vậy ta. Ok. Tao đang ở đây. Đấy rồi. Con lên dưới này, dưới đây. Ôi, bảo ơi, nó chạy. Được gì vậy? Lúc kia lóc bự, tao bởi cái lóc kia lóc bự. Wow. Happy birthday tụi bay. Tụi bay đi chết đi. Yes. Còn cái bắn không? Cái gì vậy? Ủa còn câu cá trên này nè.
Vậy là mình thắng rồi. Vậy là hai đứa mình thắng rồi. Tao thắng chưa? Tao thắng mà. Nó xong vậy rồi ba, nó xong vậy rồi. Bà ơi, mày có cung không? Nãy tao thấy mày cầm được cây cung rồi bảo. Tao lại gần nó không được. Giờ tao chui lên không được nè, cứu tao với. Ok, tao chặt được rồi. Tao chặt được rồi. Đó, cung. Cung đâu? Ném cho tao cây, Ném tao cây với. Tao bắn chúng ơi, chết rồi. Wow, nó nằm nó ngáp kìa. Ôi coi nó kìa. Wow, quá trời bự luôn. Ok, vậy là cuối cùng tao thắng nha. Không. Tao. Ôi, nghe là cái mũi tên cuối cùng là của tao không? Nhưng mà của tao. Ok, bây giờ không có hỏi nhiều nữa, hỏi mấy bạn đi. Ok, mấy bạn vừa thấy hồi nãy giờ mấy bạn đứng chứng kiến. Mày làm gì mà chọn cái gì đích tao vậy? Mày bị điên hả? Tao đâu phải Pokemon. Thì mấy bạn thấy là cảm thấy là trong cái trận đấu này thì mình với Bảo ai là người chiến thắng, mấy bạn hãy comment ở dưới. Mình với Zeroth ai là người chiến thắng, mấy bạn hãy nhớ comment ở dưới nha. Và nếu mọi người thích video này hãy nhớ ấn like, share, subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Tốt hơn nữa mọi người có thể ấn luôn cái chuông bên cạnh để subscribe để có thể nhận được nhiều thông báo mới từ channel của mình. Và ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những video lần sau. Bye bye. Back to day.